Rồi em uh, xin chào tất cả mọi người ha Thì hôm nay là ngày 16 tháng 11 âm lịch mình ha Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề Là cách đi phân cho dạng thọ trong giai đoạn làm tàn, làm chèo ha Cử cách cử bao nhiêu ngày và liều lượng như thế nào ha Thì hôm nay em xin uh, có thể cái clip này nó sẽ dài và em xin là nói về chi tiết tất cả tất tần tật trong cái giai đoạn 1 cho cái cây dạng thọ mình ha để mà cho những cô chú anh chị em mình á mới tập trồng ha có cái cách mà mà mình tham khảo để đi phân thuốc định kỳ là bao nhiêu ngày ha và tưới gốc phân gì bao nhiêu gam và bao nhiêu ngày mình mới phun dưỡng qua tàn ha thì uh, clip này em nói rất là chi tiết có thể nó sẽ dài ha thì uh, em cũng uh, đầu tiên thì em cũng rất mong ha là mọi người có thể thông cảm cho em trong cái clip này ha tại vì cái video trong video này em nói là chi tiết chi tiết rất chi tiết để cho tất cả mọi người uh, mới trồng ha em đa phần uh, video của em thì là đa phần là những người mới trồng thì uh, dễ hiểu dễ hiểu ha và có thể để mà mình tham khảo ha rồi thì đầu tiên ha, em cho mọi người xem Trước tiên thì xem cây của em ha Thì tính đến cái thời điểm hiện tại bây giờ Thì tất cả những cái cây dạng thọ của em ha Là nó Nói chung nó vượt miệng chậu hết trơn ha Nói chung nó lôi, nó lôi ngôi qua khỏi miệng chậu hết trơn này ha Đây cái chậu này là yếu nè Chậu này yếu nhất nè ha Thì giờ nó cũng đã lôi ngôi qua khỏi miệng chậu Và cũng có một số ha Cây nó vượt Còn cái phần vấn đề buổi sáng là cái ngọn nó dũng dũng vậy ha là tức là cái ngọn cái ngọn nó mới ra ha thì nó hơi dũng dũng lại ha còn à, tưa chút xíu thì nó bành bành ra rồi chiều nó giống lại nó hướng xương ha thì bây giờ là những cái cây chèo nó cũng đã lên ha nó cũng đã có chèo nhưng mà nó vẫn còn ốm ha thì à, không sao ha từ từ mình chăm phân thuốc đầy đủ định kỳ cho nó thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ mập lên ha rồi thì à, em vào thẳng cái tiêu đề là cái thứ nhất em nói về cái thằng dưỡng rễ trước hen dưỡng rễ em tức là xài loại nào một loại tức là dưỡng rễ hen em đưa ra là hai loại này ha là một thằng này và một thằng nào ba mờ ha tức là hai loại dưỡng rễ này dành để tưới gốc dành để tưới gốc ha là mọi người xài nếu mà có ba nào ba mờ thì mọi người xài nào ba mờ ha chứ không nhất thiết phải là mua cái thằng này thì nói chung tại vì em có em trồng mai vàng ha em có nhiều loại dưỡng ghế ha tức là hết này em chạy kia thì nói chung là hai cái loại này là để dành tưới gốc tức là xài loại nào một loại ha rồi còn về phun dưỡng qua tàn thì hai thằng này em đưa hai thằng này tức là hai thằng này là cơ bản nhất là mua ở đâu cũng có ha một là thằng atonic thằng atonic nó cũng là làm cho cái cây vàng thọ mình nó phát chèo ha nó phát chèo nhanh lắm ha Thằng God 2 này nó cũng vậy luôn ha Tức là hai loại này Dành để phun dưỡng Tới những cử phun dưỡng á Cộng sâu có sâu cộng sâu vô ha Là hai thằng này Một thằng atunix Hai thằng God 2 Thằng này là phun dưỡng để dành phun qua tàn Không có tưới gốc ha Tức là nó tưới gốc được Tưới gốc được ha Nhưng mà nó hấp thụ gốc á Nó không bằng qua lá ha Là hai thằng này Còn hai thằng này là để dành tưới gốc Còn hai thằng này Là để mình phun qua tàn Tức là xài loại nào một loại Chứ không có tổng chung ha rồi cái đó là về phân tư gốc Rồi bắt đầu em nói về phân tư gốc ha Là trong thời điểm này là Chiều nay bắt đầu là em tới cử tứ phân của em nữa rồi ha Em mọi người chờ một tiếng ha Để em mở cái vào nè Rồi về phân tư gốc Thì em xài một loại này Là thằng này là thằng 30 10 10 Ha Thì ở đây em xài 30 10 10 Tại vì cái chỗ của em không có bán 20 10 10 nếu mà tại địa phương của mọi người á có xài có bán 20 10 ha. Thì mình xài 20 10 hoặc không có mua 30 10 10 cũng được ha. Tại vì trong cái giai đoạn mà cái cây vạn thọ của mình á nó làm tàn và làm chèo thì nó cần cái là giai đoạn đầu ha, lúc trước em đã chia ra ba giai đoạn rồi. Tức là cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn làm tàn và làm chèo cho cây vạn thọ Thì nó cần một cái hàm lượng đạm nhất định, tức là bắt buộc nó phải có đạm Ha, bắt buộc nó phải phải có đạm tại vì trong cái giai đoạn đầu nó chỉ nuôi thân lá và chèo tức là thân lá đọt chèo ha là hàng đạm mình ưu tiên thằng đạm cao cao có nghĩa đây là mình lấy cái chỉ số cái tỷ lệ phần trăm ha của cái nhà sản xuất người ta đưa ra là hàng này là 30 10 10 hoặc là 20 10 10 ha thì cử đầu tiên là mình tưới đáp tưới uh, siêu lân tức là cái cử đầu tiên mình nhấp phân tức là mình tưới những cái loại đó để giúp cho cái dạng thọ mình cái thứ nhất là nó phục hồi bộ rễ và cái thứ hai là nó làm cho cái lá mình nó xanh lại cho nó giúp cho nó khỏe cây rồi bắt đầu cử đầu tiên mình nhấp phân hàng 30 10 10 hoặc hai 20 10 10 là mình vẫn nhấp ha, là cái cử đó thì em gọi là cái cử nhấp phân để cho cái cây dạng thọ mình ăn phân ăn phân anh nào bị ca nó quen thân. chứ tránh cái trường hợp mà cử đầu tiên mà mọi người tưới đậm quá ha thì nó làm cho cái cây mình nó bị giống như bị ngợp hơn ha là nó rất dễ bị chết rồi tới cái cử thứ hai tức là bây giờ là em nói là cái cử cách cử trước đi ha cử cách cử trước đi thì trong đó nó gồm cho những cây bình thường tức là những cái cây mà dạng thọ mình chăm bình thường không có bị bệnh không có bị vàng đầu không bị này bị nọ bị kia kia nọ ha thì cử cách cử của cái cây dạng thọ bình thường là một tuần một lần tức là ba ngày à, bây giờ là mình tưới đúng không thì ba ngày sau mình phun qua tàn và ba ngày sau đó nữa thì mình tưới gốc cái nữa thì cái cử tưới gốc và cái cử cái cử tưới gốc đầu tiên và cái cử tưới gốc thứ hai là nó khoảng một tuần còn cái 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 ngày chính giữa đó đó cái ngày chính giữa đó ha thì mình chen vô chính giữa là mình phun dưỡng Ha, mình trang trang vô giữa mình phun dưỡng cái thứ nhất phun dưỡng nè là gồm có atonic hoặc là thằng gót hai và mình cộng sâu ha cái thứ nhất và cái thứ hai mình phun ngừa nắm bệnh cũng trong khoảng thời gian chính giữa đó luôn để cho mình chăm nó dễ ha mình đi định kỳ thì trong cái thời gian chính giữa đó là mình trang vô mình ngừa bệnh phun sâu xịt dưỡng ha thực tức là nó không có cái ngày này và cái ngày kia nó không có cận quá ha. thì nó tánh làm cho mình cái thứ nhất làm cho mình gói và cái thứ hai thì có thể nếu mà mình làm liên tục quá có thể cây mình nó bị ngợp yếu yếu nó sẽ bị ngợp nó sẽ yếu ha tức là cử cách cử của những cây bình thường Cây văn thọ bình thường ha không tức là khỏe mạnh bình thường không có bị bệnh gì hết ha thì là 7 ngày tức là bây giờ em tưới đúng không bây giờ em tưới nè là 7 ngày sau em quay lại em tưới nữa tức là còn khoảng thời gian chính giữa tức là bây giờ tưới nè ba ngày sau nó bắt đầu em quay lại em xịt sâu em phun dưỡng ha em phun dưỡng ngày em xịt sâu thì ba ngày sau đó nữa thì em lại tưới gốc cái nữa ha tức là cử cách cử của thằng tưới gốc là 7 ngày cái khoảng trống chính giữa mọi người chen vô mọi người phun dưỡng xịt sâu hay là phun ngừa nắm bệnh ha, ngừa héo xanh là cái cử đó mình có thể là mình chăm thọ cái thứ nhất là mình rất là là khỏe ha nói chung là mình có cái thời gian để mà mình chăm phân định kỳ cho nó ha. là đó là những cây bình thường những cây bình thường ha thì à, rồi tới tiếp những cái cây mà em gọi là nó còn yếu yếu tức là trong thời điểm này nó mới chỉ là ba cặp lá bây giờ cây của em là một là hai ba là bốn ha là, là bắt đầu nó lên cái đọc thứ năm ha thì đối với những cái cây mà bây giờ nó chưa có dương nó chỉ còn ba cặp lá hoặc nó vừa nói chung là, là nó khoảng nó giống giống kem đó đi ha nó nó còn khoảng như ba cặp lá đó kèm đó ba cặp lá ha chậu đó đó thì mình nên thúc tại vì từ bây giờ cho đến cái thời điểm mà mình tới cái ngày mà cơi đỏ hang tức là ngắt ngọn á thì nó còn khoảng là bây giờ là 20 bây giờ là 16 thì nó còn khoảng 10 ngày nữa tức là 10 ngày nữa mình có thể vô được hai cho đến ba cử phân tưới gốc ha thì trong thời điểm đó thì mình thời điểm đó đối với những cây mà ba cặp lá thì mình mình vô phân tới thời điểm đó nó sẽ kẹp hết ha nó sẽ kẹp hết nó không bao giờ bị trễ ha tại vì mình nếu mà mình cơi mình đi một cơi ha mình đi dạng thọ một cơi thì mình lấy bốn cặp lá tức là mình bỏ lá em em nói luôn ha mình đi dạng thọ một cơi thì mình sẽ lấy bốn cặp lá tức là mình không tính tính lá mầm ha lá mầm mình bỏ nè bắt đầu bước đầu là cái lá đầu tiên Bây giờ chèo nó cũng lên ha lá đầu tiên một nè cái lá thứ hai là hai đúng không cặp thứ ba là ba và dạ, cặp thứ bốn từ từ nè thì cái ngọn này ngọn thứ năm nè thì từ bây giờ cho đến khi ngày mà ngắt ngọn thì cái cây này ha cái cây này nè nó sẽ lên tới cặp lá thứ sáu ha thì mình cơi còn bốn cặp thì nó sẽ bung chèo bắt đầu là mình chuyển sang giai đoạn đó bắt đầu mình dưỡng chèo tới đó em sẽ cập nhật tiếp ha thì bây giờ là nếu mà những cái cây mà nó mới ba cặp lá thì mình nên thúc ha và những cử thúc nó như thế nào em nói là cử kích cử rất hang những cây bình thường thì một tuần mình tưới một lần cái ngày chính giữa mình chen vô mình phun dưỡng xịt sâu còn đối với những cái cây mà nó còn nhỏ hai ba cặp lá gì ha thì mình kéo dài thời gian thúc á, mình thúc nó thì mình kéo dài thời gian ngắn lại ngắn lại ha tức là những cây bình thường thì mình một tuần một lần đúng không thì đối với những cái cây mà còn kém phát triển chậm phát triển thì mình thúc 4 ngày một lần tức là bây giờ là mình tưới gốc em ví dụ đối với những cái cây mà chỉ hai ba cặp lá tức là nó còn nhỏ còn nhỏ đó thì bây giờ là mình tưới gốc đúng không hai ngày sau à, thì bây giờ tưới gốc là ngày mai ngày mốt bắt đầu mình phun dưỡng phun dưỡng hang rồi bắt đầu là là, là 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 hai ngày sau tức là khoảng 5 ngày tức là bây giờ tưới gốc nè hai ngày sau phun dưỡng nè tức là ngày giữa và hai ngày sau nữa là bắt đầu mình tưới gốc tức là cử này và cử kế tiếp là nó khoảng 5 ngày 5 ngày ha tức là mình vẫn còn một cái khoảng trống để mình chen vô mình phun dưỡng ha thì để cái cử phun dưỡng nó rất là quan trọng ha đến mọi người nên lưu ý kỹ giúp em ha tại vì á thường thường là những cái cử qua phun dưỡng là đa phần là nó giúp nó tạo cái dàn chèo là cái thứ nhất nè cái thứ hai đến khi làm nụ nó cũng là mình vô phân làm nụ thì mình cũng phun qua lá nó cũng hiệu quả này nè ha là hai hai cái loại đó ha và cái thứ ba nữa là mình phun ngừa nấm bệnh và mình phun ngừa sâu ha là cái cử dưỡng nó rất quan trọng ha tưới gốc là mình làm cái nền cho cái cây mình nó ăn còn cái cây mà mình nó mạnh nó đẹp hay không là qua những cử cử mà mình gọi là em gọi tạm gọi là phun dưỡng ha đó là, là 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 cái cách mà tưới thúc đối với những cái cây dạng thọ mà nó còn còn thấp tè này ha rồi đó là những cái cử mà cử cách cử là bao nhiêu ngày em đã nói được chi tiết luôn ha rồi mình tưới phân gì trong cái giai đoạn này? <laughs> Thì trong thời điểm này em chỉ đi bắt đầu là em vô thằng 30 10 10 là phân tư gốc ha Và pha liều lượng như thế nào luôn ha Thì bây giờ là em pha luôn, em chỉ luôn hen, em chia sẻ luôn cho mọi người. Đối với những mà cô chú anh chị em mà trồng năm bảy giỏ hay là năm bảy chậu vậy ha. Ba bốn chậu nữa chơi tại nhà hen. Không có đồ lường phân. Không có đồ lường phân hen thì em em lường ra muỗng luôn cho mọi người xem luôn ha nè muỗng cơm ha thì đối với cái cử đầu tiên thì mình nhấp phân tức là em đi là 20g 20g một cái muỗng này là 10g này ha là cái cử nhấp phân nè ha 20g nè 10g ha 20g hai mươi gram ha tức là nó bằng một cái muỗng dung ha tức là cái muỗng ăn cơm mà muỗng inox như vậy mà nếu mà mọi người á muốn tưới mà 20 g tức là cái muỗng đầy dung ha mút múc đầy dung là 20 g đúng không? Tức là cái cử đầu tiên mình nhấp phân là 20 g. Cái cử thứ hai tức là em chiều nay là bắt đầu em tưới là là chiều nay là bắt đầu em tưới cử thứ hai ha. Có thể chiều nay hoặc ngày mai thì em sẽ tăng liều lên là 20 g đúng không? Bây giờ là chiều nay hoặc là ngày mai bắt đầu em tưới cử thứ hai tức là cái cái cử tưới gốc thứ hai ha nhấp phân em đã nhấp lần đầu rồi thì bây giờ là tới cái cử thứ hai em tăng nó thêm 10 gam nữa ha là 30 gam hoặc là có thể tăng gấp đôi là 40 gam ha rồi đó là cái phần mà phân NPK 30 10 10 hoặc là thằng 20 10 10 ha còn nếu mà mọi người cái này là thằng 30 10 10 với thằng 20 10 10 thôi ha? em nói hai loại phân này thôi ha là thật, cái loại phân này nè nó là hàm lượng đạm nó cao nó giúp hỗ trợ cái vàng tàn giúp cho cây vàng thọ mình đi đọt nó giúp dặn, cho cái cây dạng thọ mình bung trèo là cái thằng 30-10-10 Là trong cái giai đoạn đầu mình làm tàn, làm trèo ha 30-10-10 hoặc là thằng 20-10-10 ha Rồi cái đó là cái cử tứ gốc Còn phun qua lá thì nếu mà cái cây bình thường thì nó rất dễ Cây bình thường mình chăm rất là khỏe ha Phun qua lá nè Một là thằng Atonix tức là hai loại này mọi người xài là một loại thôi ha Là một là thằng Atonix nè Nó hỗ trợ bung trèo nè ha Thằng này nó cũng hỗ trợ bung trèo nè và thằng này nó cũng vậy luôn ha tức là tất cả hai loại này mình phun qua lá mình xài một loại ha xài một loại ha là atonic nếu mà mọi người cộng atonic có sâu thì mọi người cứ cộng sâu vô phun giúp em luôn ha cái vàng chèo nếu mà cái vàng chèo của mình nó yếu nó yếu ha và cái đọt nó phát triển kém cộng vô này giúp em còn nếu bình thường ha những cây bình thường thì mình atonic với sâu ha rồi xong rồi tới cái cử tưới phần kế tiếp thì bắt đầu mình tưới ha còn nếu mà cái cây mình yếu dàn chèo nó yếu cộng này vô là cái này là phát sinh cái này là phát sinh này ha nè cái dàn chèo mà nó yếu quá thì cộng này vô giúp em ha thằng ba mươi mười te đó thằng này ha hoặc là tất cả những loại phân gì mà nó có hàm lượng đạm cao nhưng mà nó ghi siêu vượt đọt hay là vượt đọt như bung chèo vậy đó là mọi người cứ xài cộng dùng atonic này thằng này với thằng này. Cộng sâu ha. Còn nếu mà cái lá của mình nó bình thường, nó phát triển bình thường, xanh bình thường thì mình không cần phải hỗ trung, mình không cần phải hỗ trợ thằng phân vi lượng. Còn nếu như cái lá của mình nó nó chưa đủ xanh ha thì mình cộng hằng cơ bi này vô. Nó cộng cơ bi. Tức là cộng hằng cơ bi. Cơ bi nó có rất nhiều loại nhưng mà mọi người cứ mua hen. Tức là những loại phân gì mà nó ghi trong cái 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 bao ha là nó, nó, nó đề chữ là vi lượng ha tức là hỗ trợ vi lượng bổ sung vi lượng thì mọi người cộng vô cộng này vô tức là thằng bi này và thằng ba mươi mười, 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 mười này nè là dành cho những cái cây chèo nó hơi bị yếu lá nó hơi vàng nó không có đủ xanh ha thì mình cộng thằng này với này tức là hai thằng này là hai thằng phát sinh ha hai thằng phát sinh còn nếu mà cái cây bình thường thì nga tô cộng sâu quá tới ha hoặc là hàng gót 2 cộng sâu quá tới ha thì cái cử mà hồi nãy em cũng đã đưa ra rồi ha tức là cái cử cách cử là đối với cây bình thường là một tuần một lần là tứ gốc ha rồi còn đối với những cái cây mà yếu yếu thì 5 ngày một lần mọi người giật lại ha 5 ngày một lần mọi người tứ gốc tại vì mình phải chờ có cái khoảng trống trên giữa cái thời gian cái ngày á nó có khoảng trống giữa để mình có cái 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 ngày mà giữa thằng tưới gốc với cái thằng mà phun qua tàn phun dưỡng hen phun sâu hay là ngừa bệnh phun nấm bệnh này nọ rồi hen thì nó có cái khoảng cách khoảng 2 từ 2 ngày tới lên hen khoảng 2 ngày thì nó cái cây nó làm cho cái cây mình á nó đỡ hơn nó đỡ bị ngập hơn hen tức là sau khi mà nếu mà, bây giờ mọi người tưới gốc đi ngày mai bắt đầu mọi người phun dưỡng cái nữa hen thì nếu mà mọi người làm luân phiên như vậy á thì nên làm cái cây cái cây của mình á nó rất dễ bị ngập hen rất dễ bị ngập vẫn được ha nhưng mà nó rất rất dễ bị ngọt mình nhiều khi mình uh, liều lượng của mình ha là lỡ tay lỡ tay ha thì nó mệt mỏi lắm ha nói chung là đối với cái cây dạng thọ thì trong thời gian này tưới phần ở dưới gốc là chỉ có đạm 20 10 10 hoặc là hàng 30 10 10 để cho nó làm nó hỗ trợ cái vàng tàn cái dàn đọt cái dàn chèo cho cái chậu dạng thọ của mình nó đẹp hơn là cái thứ nhất còn nếu mà những cô chú anh chị em mình thích đi DAB riêng về loại phân DAB thì đối với thằng DAB thì nó làm cho cái cây dạng thọ mình có bộ tạng nó không có đẹp bằng không đẹp bằng thằng 20 mươi và và thằng 30 10 10 ha thì cái thằng nếu mà xài thằng DAB thì phun dưỡng mọi người cũng nên phun cộng thằng này vô ha tức là mỗi cử phun dưỡng mọi người nên cộng thằng này vô tại vì thằng này nó có hàm lượng đạm này ha nó nó hỗ trợ cái hàm lượng đạm riêng về cái phân DB á nó là chỉ số của nó là hình như là 16 hoặc 18 đạm gì ha. 10 ừ 16 hoặc 18 đạm thì em quên rồi ha. thì nó cũng có đạm nhưng mà cái hàm lượng lân nó rất là cao. Tại vì trong thời điểm này cái thằng lân đó đó là nó nghiêng về bộ rễ, nghiêng về hệ rễ ha tức là nó hỗ trợ bên hệ rễ. Còn đạm á, nó 18 đó, nó vẫn được ha nhưng mà nó cái làm bộ tàn nó không có bằng cái thằng 20 10, 10 hoặc là thằng 30 10 ha thì mọi người cũng lên nên lưu ý đi đê nếu mà mọi người tưới gốc đê thì trên tàn mọi người phải bổ sung thêm đạm ha bổ sung thêm này để nó nó, nó, giúp cho cái dàn chèo là nói chung là nó mạnh hơn ha còn riêng đi đê thì dàn chèo nó sẽ rất là yếu ha dễ yếu thì, thì, sau đây là những cái loại mà phân thuốc có thể là là, những loại này nhìn thì thấy nhiều ha nhiều nhìn thì rất nhiều nhưng mà nếu nè đây là xài nè tưới gốc nè thì chỉ có hai này thôi đúng không nào ba m và hàng 30 10 10 hoặc là hàng 20 10 10 nó tư gốc thì hai ba ngày sau hoặc là hai ngày sau thì mọi người phun qua tàn phun dưỡng thì chỉ có một thằng autonic với thằng sau đúng không nè em ví dụ nè nó thằng nít nè rồi với thằng sau nữa thôi là xong đúng không nè một loại tư gốc dạng loại phun dưỡng ha tức là nó rất là ít phân thuốc chứ nó không có nhiều ăn rồi những cái cây nào đó yếu yếu cộng cơm cá vô nữa hen tức là thằng cơm cát thằng này và thằng cơm bi này em đưa để luôn ba ba loại cho mọi người dễ thấy ha ba thằng này là để dành cho những cây nó dễ những cái cây ha nó bị suy si, bị vàng đọt hay là nói nói chung là nó bị yếu đi ha thì ba thằng này là ba thằng phát sinh phát sinh thêm ha phát sinh thêm hai này là thằng phát sinh thêm nè ha nó phát sinh thêm nè là hai này ha tức là yếu thì mình cộng vô còn nếu mà cái cây mình nó đã khỏe nó đã bình thường thì bỏ thằng này ra thằng này đi xuyên suốt vẫn được ha thằng này đi xuyên suốt vẫn được tại vì thằng cơm bi này là nó hỗ trợ vi lượng ha nó làm cho cây mình nó đẹp đẹp bộ tàn ha rồi thì <laughs> clip này em chia sẻ nó quá dài rồi có thể là một cái clip này một cái clip này ha là có thể là mình đi phân cho hết luôn trong cái giai đoạn một ha? cho đến khi mà mình À, ngắt đọt luôn ha là xong luôn cái giai đoạn một luôn ha rồi thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người ha hẹn mọi người lại clip sau em sẽ cập nhật thường xuyên đến với tất cả mọi người ha cho mọi người dễ hiểu hơn ha rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha